không có bằng chứng nào để lấy lời lẩu được. Chị what the hell? What the hell đấy? What the hell luôn á. Anh em phải gọi tên nhau nhiều vào. Ui trời. Nát người. Có camera. Thế lại đi sao mặc quần áo rồi. Anh Thanh, em nhớ mặt hết cái đội màu xanh này cho anh ấy. Rồi, quay rồi. Để lát nữa còn là thu tiền lấy nào. Tối thằng là không đi, thằng đấy mất quyền lợi, vẫn phải đóng tiền bình thường. Em nhìn thấy hết rồi, mỗi người một set. Thế là hôm nay sẽ không vào. Hôm nay là lẩu chứ không phải là cái gì. Tôi đi kỳ đúng không? Không đủ nhỉ? Sao đủ được? Đủ ôi. Một xe đủ. Một xe còn chưa đủ người. Một xe đủ sao được? Ba xe đủ người. Một xe đến giờ là chạy chạy trước. Một xe đến cửa thôi. Một xe mới chỉ được vé một người thôi, chưa được ăn. Làm sao một chả đủ nữa. Một xe chỉ được vé một người cho anh. Một xe một lôi lỏng, đủ một lôi lỏng nhưng mà chỉ được hai người ngồi thôi anh hiểu không? Có một người nói chứ không là tất cả. Ôi, hay quá. Đeo tay đổ thế. Tay, tay, tay. Cha là mẹ nghe chưa? Cảnh là cha là mẹ mình cái gì nữa. Sơn mặc áo gì đấy? Sơn sinh mặc sơn mùng cưới. Nhưng mà sơn rộng đúng không? Không, nó là phong size. Phong rộng nhưng mà chị mặc cái này cũng rộng. Em biết freestyle rồi. Chị nó freestyle kệ thôi, chị thích mặc rộng. Bụng chị béo. Chị không thích rộng. Hai nồi lẩu. Nhanh nhanh kìa. Ôi giời. Trộm đấy. Anh Dương quạo rồi kìa, bay nồi lẩu của anh rồi. Các đừng bây giờ bất tiếng, khan tiếng. Đang kiểu dạng đang lại thế rồi. Bắt đầu luôn bây giờ anh ạ. Đánh mầm đúng. Đánh luôn, đánh luôn.
sân Lệ Vân về với cái sân đấy. Không quen thì không quen, nó không có màu xanh của cỏ. Ôi nguy hiểm. Mình ôi giời ơi. Nhìn Tùng mà thì mà Tùng ơi được bà khóc kiểu khóc hẳn đi. Tùng mà máu ơi Tùng ơi. Mặt cơ mặt đã hẳn ra luôn. Mất đồ lời lẩu rồi nhá. Anh ơi lên. Anh đang rất là căng rồi đấy. Ok. Nhìn chị nhìn. Ủa hỏa nó ngồi hồi cỗ này chứ. Ai là người phạm lỗi nào? Em cần nhựa cái màu mới lắm. Chưa hết nhờ bảng màu. Em thì màu xanh nhưng mà cảm giác không được. Bạn đi trước, anh đi làm chung mà. Tại là cha làm mẹ hả? Ê, Tài ơi. Móc vào đấy. Ai khả năng ngầm mình bó tay các em. Xin lỗi, trận này đá bao nhiêu phút à? 15 hay là 10 đấy? 15 rồi. 15 à? Trận là 10 để đá trận kia. Nói chung vào kia. 5 phút luôn. Biết 5 phút luôn.